Hãy trả lời cho tôi biết tài sản này khai thác được bao nhiêu tiền một tháng, bao nhiêu tiền một năm thì tôi sẽ chỉ cho bạn biết là nên mua nó bao nhiêu tiền. Đến với phần tiếp theo nữa đó là chúng ta đi sang với định giá tài sản, định giá tài sản. Thế thì các bạn ạ định giá tài sản thì nó có bao nhiêu cách định giá thì nó có thể có đến 6-7 cách nhưng trong cái buổi ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ bạn ba cái cách định giá ở phổ thông nhất mà người ta vẫn thường sử dụng đúng không ạ còn mấy cái cách kia thì nó lằng nhằng lắm và tóm lại bạn cũng không cần phải quan tâm những cách đấy nó mất công mất thời gian và nó cũng không có cái gì hiệu quả cho bạn cả đúng không ạ vâng thì cách định giá thứ nhất người ta thường sử dụng đấy là định giá theo phương pháp về so sánh người ta so sánh giữa đầu phố và cuối phố đầu ngõ với cuối ngõ, đúng không ạ? Rồi thì ngõ trên với ngõ dưới, tức là họ so sánh những cái tài sản có cái đặc tính tương tự như thế, vị cùng cùng một cái khu phố đấy hoặc ngõ trên ngõ dưới, xóm trên xóm dưới, đúng không ạ? Rồi tài sản đó, đúng không ạ? Mặt đường đó, vị trí như thế, mặt tiền như thế, chiều sâu như thế, loại pháp lý như thế thì người ta so sánh, đúng không ạ? Thì đấy là cái phương pháp đầu tiên người ta thường sử dụng, đấy là so sánh. Tuy nhiên Tuy nhiên phương pháp về định giá theo phương pháp so sánh thì nó có một cái nhược điểm đó là khi cái thị trường mà nó có những cái biến động nó tăng giá nó sốt nóng và sốt ảo thì bạn sẽ bị ở vướng phải một cái tình hình giữa so sánh đó là so sánh giữa ảo và ảo hơn đúng không ạ và cao và cao hơn vì lúc đó một số những cái giao dịch gần đây người ta mới bán ở giá 12 triệu thế là bạn quỳ ra cái khu này cũng 12 triệu không 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 bạn mà so sánh kiểu đấy là chết Vì thị trường nó đang nóng Nó đang sốt ảo mà sử dụng biện pháp so sánh Nó sẽ có ảo và ảo hơn Đúng không ạ? Cao và cao hơn Tóm lại là bạn vẫn mùa hớ Đúng không ạ? Đó thì hãy nhớ So sánh thì rất dễ dùng Tuy nhiên phải dùng nó đúng chỗ Phương pháp thứ hai nữa là phương pháp về dòng tiền Phương pháp về dòng tiền tức là Người ta định giá cái tài sản đó Với cái dòng tiền 10% một năm Giống như ngày trước khi tôi học của ông thầy mình đó là ông Kevin, Kevin Green, người nước Anh Thì khi ông ấy dạy rằng là nếu như bạn muốn định giá một bất động sản Hãy trả lời cho tôi biết tài sản này khai thác được bao nhiêu tiền một tháng Bao nhiêu tiền một năm Thì tôi sẽ chỉ cho bạn biết là nên mua nó bao nhiêu tiền Và với dòng tiền 10% một năm Thì giả sử tài sản đó cho thuê được uh, một, uh, 100 năm, 100 triệu một tháng giả sử thế và 1 tỷ 2 một năm thì với dòng tiền 12 uh, 10 một năm thì bạn nhân với dự, 10 lần cái dòng tiền của một năm đó thì ra cái giá trị của tài sản nó sẽ ra được cái 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 giá trị của tài sản ạ đó. đó 100 triệu một tháng 1 tỷ 2 một năm thì tương ứng cái tài sản đó trị giá là 12 tỷ và bạn nghe đến phần này bạn có thể cảm thấy nó bất cập Vâng nó không phù hợp lắm ở Việt Nam ở chỗ là những cái nước như ở châu Âu như Anh, Mỹ hoặc các nước ở trong châu Âu thì cái dòng tiền họ là cái phương thức dùng để định giá tài sản. Nhưng ở Việt Nam thì tài sản thì cao mà dòng tiền thì thấp. Và để tạo ra dòng tiền 10% một năm mà bạn làm các mô hình thông thường là bạn không làm được, đúng không ạ? Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều đội ở trung tâm các thành phố như Hà Nội và Sài Gòn, họ mua các bất động sản, họ xây hoặc họ sửa chữa nó họ đưa nó vào một cái mô hình ví dụ như căn hộ dịch vụ cho người đi làm rồi hoặc là phòng cho sinh viên nó có thể xây 8 tầng 10 tầng mỗi tầng nó 4 phòng 5 phòng và họ sẵn sàng bán lại cho bạn một cái tài sản họ đã lấp đầy người ở mà có dòng tiền 12 phần một năm luôn đúng không ạ và lúc này họ nói với người mua tôi định giá theo phương pháp dòng tiền 11 12 hoặc 10 phần trăm một năm gì đó nên tôi bán cho bạn cái tài sản này với giá như sau đúng không ạ và thậm chí họ còn nhận là khai thác lại. Tuy nhiên thì đối với những đội này thì nó cũng có những cái rủi ro. Đó là khi họ khai thác những cái tài sản, họ mua, họ cải tiến, họ, họ xây mới. Họ thường rất hay là bớt vật từ vật liệu dẫn đến là sau khoảng 2 3 năm là nó bị xuống cấp công trình. Vì họ kiếm ăn nhiều là chỗ đấy, họ sửa chữa đâu đó. Nếu bạn tự xây và xây cẩn thận giả sử nó hết 10 tỷ. Nhưng họ xây họ tiết kiệm nó chỉ có 8 tỷ, họ bớt 2 tỷ tiền vật từ vật liệu. 2 tỷ đấy bạn ạ nhiều lắm. Thành ra là công trình nó xuống cấp là chuyện bình thường, đúng không ạ? Và bạn phải biết những đội mà ngay từ đầu khi họ vào họ nhận mà bạn muốn mua lại những cái tài sản dòng tiền thì bạn phải bám sát để xem họ sửa chữa các thứ, đúng không ạ? Đạt tiêu chí thì bạn lấy. Thế thôi, phải đạt đủ các tiêu chí chắc chắn rồi, Ở đảm bảo chất lượng công trình thì bạn lấy. Đó, thì lưu ý rằng là cái phương pháp này là định giá theo phương pháp dòng tiền, nhưng nó cũng có một cái mặt hạn chế bạn ạ. Nó có cái mặt hạn chế là anh định giá theo phương pháp dòng tiền thì không hiểu của tôi đất nền thì anh định giá kiểu gì? Vì chúng tôi đâu có dòng tiền. Đúng ạ. Đó thì phương pháp thứ hai là phương pháp dòng tiền. Nó dùng để định giá cho những bất động sản có dòng tiền. Đúng không ạ. Và phương pháp thứ ba nữa đó là phương pháp về chi phí. Phương pháp về chi phí là người ta tính tiền mua đất cộng tiền xây và cộng với cộng với cái phần khấu hào đi tức là người ta trừ bớt cái khấu hào của cái tài sản đó đi thì ra được cái gì ạ? Ra được cái 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 giá của cái tài sản. Ví dụ đất ở những cái vị trí như thế này là giá bây giờ là khoảng 4 tỷ một lô. Xây cái nhà này lên, mặt bằng xây dựng là 5 triệu, 5 triệu rưỡi một mét, ví dụ thế. Với tùy từng công trình thì tôi định giá cho nó là cái công trình này là xây hết 2 tỷ rưỡi nữa cộng với 4 tỷ là 6 tỷ rưỡi. Nhưng nhà này đã ở đây được uh, khoảng đã sử dụng được khoảng 3 năm chẳng hạn. Thì bạn khấu hao bớt giả sử khoảng 500 triệu thì nó còn 6 tỷ. Thì bạn định giá tài sản đấy chính xác là 6 tỷ rồi. Và sau đấy bạn mua làm thế nào để dưới ra đấy thì tùy bạn. Nhưng hôm nay tôi đang chỉ bạn cái cách phương pháp về định giá, về các phương pháp về định giá tài sản, bạn hiểu không ạ? Đó. Thì đó là ba phương pháp tư phương pháp so sánh, phương pháp về dòng tiền, đúng không ạ? Và nhớ cho tôi phương pháp so sánh nó có một nhược điểm là ảo và ảo hơn khi thị trường nó nóng hồi nó sốt lên còn phương pháp về dòng tiền thì nó dùng cho các bất động sản sinh ra được dòng tiền tôi có thể mua cái tài sản chỉ 3 tỷ tôi xây dựng hết 3 tỷ là 6 nhưng tôi khai thác được tôi tạo ra mô hình trên đất được với 120 triệu một tháng thì rõ ràng tôi lại có quyền định giá tài sản của tôi không phải 6 tỷ nữa nó nhiều hơn thế nó là 12 13 14 tỷ gì đó các bạn hiểu không ạ nhá đó và phương pháp thứ ba là phương pháp chi phí tiền đất cộng tiền xây trừ khấu hào đi trừ một số những phần sửa chữa mà bạn dự định định làm đi thì ra giá trị thực sự của cái tài sản đúng không ạ thì đó là phương pháp định giá vâng. vâng các bạn và phần tiếp theo nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là những cái yếu tố ảnh hưởng đến giá vậy thì nó có những cái yếu tố nào ảnh hưởng đến giá của bất động sản vậy yếu tố đầu tiên đó là yếu tố về vị trí bạn ạ vị trí khác nhau là giá nó sẽ khác nhau hãy nhớ cho tôi điều đó nó gần hoặc xa hơn một chút đầu ngõ cuối ngõ mặt đường to mặt đường nhỏ tất cả mọi thứ cái vị trí nó cứ khác nhau là giá sẽ có sự xề dịch rồi dù rằng trên cùng một tuyến đường hai bên vị trí là chỉ đối diện nhau nhưng nếu nó là đường một chiều thì nó lại khác rồi thì vì cái bên mà được phép đậu xe nó khác còn cái bên kia nó là phía bên tay trái nó chạy vù vù tuyến như thế thì những cái vị trí mặt đường này nó lại không hiệu quả giá nó lại khác đúng không ạ nên là chú ý đầu tiên ảnh hưởng đến giá đó là vị trí của bất động sản nữa. Yếu tố thứ hai nữa để ảnh hưởng đến giá đó là yếu tố về phong thủy. Từ phong thủy thì nó có thể là đường đầm, đình chùa, miếu mạo rồi thì tất cả những cái yếu tố đó. Đúng không ạ? Thế đất xấu rồi đất giữ có người chết rồi tất cả mọi thứ. Thì cái đó nó cũng ảnh hưởng đến giá của bất động sản. Yếu tố thứ ba nữa ảnh hưởng đến giá đó là phần diện tích. Diện tích nhỏ và diện tích lớn nó cũng khác nhau. Nếu như tôi mua diện tích lớn và giá của nó là 4 triệu một mét vuông nhân 1.000 mét là 4 tỷ thì khi tôi chia nhỏ nó ra diện tích từ 80 cho đến 100 mét thì tôi lại bán được 6 triệu một mét bạn ạ 6 triệu một mét bởi vì diện tích lớn thì người ta tính giá trên mét vuông còn diện tích nhỏ thì người ta tính tính theo gì ạ nó tính theo món bạn ạ tức là cái lô này cái lô này 100 mét chỉ có 600 triệu thôi chị ạ à. Và có đến 60 hoặc 80 mét đất ở Ví dụ như thế Thì họ tính là tính theo món Tức là một lô Thế thì người mua bảo Ừ nhỉ Nếu mà chỉ có 600 triệu lô đất Xong mình bỏ 300 nữa xây nhà Thế là cũng ngon đấy, đấy. Thế là nó vừa túi tiền của họ Diện tích lớn Thì người ta tính theo giá trên mét vuông Còn diện tích nhỏ Người ta tính theo món Cái món này Cái lô này tổng bao tiền Bảo Ôi, có bao nhiêu đâu chị, có 700 triệu 700 cũng nghe hợp lý 100 mét đấy Mặt tiền 5 m 5 mét rưỡi Đúng không? Giả sử 5 m sâu 20 Mà có 700 triệu Thế này là mình cố được đấy Đấy người ta nghĩ thế thôi Nhưng chia nhỏ ra là 7 triệu 1 mét Mà rõ ràng bạn mua có 4 triệu ban đầu Đúng không ạ? Thì diện tích lớn nhỏ nó cũng khác Tiếp theo nữa là hình dạng Nó ảnh hưởng đến hình dạng của bất động sản Nó ảnh hưởng đến giá Tức là hình dạng của nó là Cái chiều sâu nó có nhiều không? Mặt tiền nó có rộng không? Đúng không ạ? Thế đất có hình chữ L hoặc ngoặt ngoèo ngoặt ngoèo ngoặt ngoèo gì đó không? Thì khi bạn đi mua những cái hình dạng mà mặt tiền nó dài và chiều sâu nó khoảng là từ 10 cho đến khoảng 25 mét. Đấy là gì ạ? Đó là cái chiều sâu lý tưởng. Từ 10 đến khoảng 25. Chiều sâu đẹp nhất bình quân nó khoảng 15 đến 20 mét. Bạn ạ. Đó. Và mặt tiền khoảng 5 mét. 5 x 15 là một diện tích đẹp. Hoặc 6 x 20 cũng là một diện tích rất là đẹp luôn xây dựng các thứ họ rất là thích các bạn ạ đó thì cái phần mà cái độ chiều sâu của đất rồi hình dạng cái trước hình dạng mà ưu tiên cái mặt tiền nó thoáng thì rất là tốt còn hình dạng vuông vắn dễ chia nó khác bạn nhé chứ nhiều cái tài sản nó tròn như cái quả bóng này này cuối cùng phần lô xong nó cứ méo mó nó bỏ hết bạn ạ nhiều cái khoảng nghe thì có vẻ tưởng rẻ nhưng rồi đến lúc tính toán vì tôi nói như thế không đồng nghĩa là rồi bạn sẽ làm dần đi đầu cơ nhưng có thể bạn mua mảnh 2.000m, 3.000m hoặc 5.000m Nhưng rồi bạn để bán lại cho khách mà nó nhanh Bạn vẫn phải chia ra thành nhiều lô nhỏ để bán Thành ra là mình phải tính trước đi Chứ thấy rẻ mua xong đến lúc bảo chia chia xong Không chia kiểu nào được Là bạn chết rồi, bạn không có kế hoạch từ ban đầu Bạn không tính toán, bạn không dự trù đi Tôi mua là thế đất cứ phải vuông vắn tôi mới thích Đúng không ạ? Đó, để làm sao nó dễ chia nhất thì tôi mới thích làm sao bớt diện tích bỏ đi khoảng không gian rồi khoảng sử dụng chung nó vừa phải thôi chứ nó nhiều quá mình tính toán từ đầu cái này ngày sau cắt làm đường là mất 20% thông thường các diện tích cho hạ tầng nó sẽ mất khoảng 20% thế thì chỉ còn lại 80% nhân thế này nhân thế này mà giá thế này các thứ rồi thêm đất ở các thứ là mình phải tính hết mình sẽ mua thêm ví dụ 500 mét đất ở mà đơn giá đây là 500 000 thì tương ứng là mình phải chi ra mất bao nhiêu rồi ạ đúng không ạ đó 500 mét đất ở mà 500 nghìn là nộp thuế thêm 250 triệu Mở đi đường 4 mét rưỡi Chạy dọc theo đất mà chạy sâu 100 mét là mình mất Ví dụ 400, 4, uh, 450 mét đất chẳng hạn Ví dụ đường 4 mét rưỡi nhân sâu 100 Thì mình phải tính toán cộng trừ tất cả những cái đấy đi Thì sau đấy mình mới chốt à giá mua thế này Xong về sau khoảng thời gian bán giá này Ở đây ngân này tiền một lô thế là hợp lý Đấy phải tính toán hết phải cộng trừ phải nháp nháp nó đi phải có dự toán tôi vừa nói với bạn phần trước rồi phải có dự toán đúng không ạ đó vâng tiếp theo nữa cái yếu tố ảnh hưởng đến giá của bất động sản đấy là mặt tiền bạn ạ cùng một cái diện tích như nhau cùng một vị trí như nhau nhưng thằng nào mặt tiền rộng hơn và chiều sâu nó hợp lý thì thằng đấy là được giá hơn thằng khác cái này chắc chắn bạn kiểm định được đúng không ạ vâng tiếp theo nữa là về phía đường đường ngõ to ngõ nhỏ thì rõ ràng rồi Ngõ to giá phải được hơn chứ ngõ nhỏ phải kém hơn. Cái đấy thì ai cũng biết đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nữa là hướng. Hướng thì người ta ưu tiên những cái hướng như là hướng Đông Nam hoặc là hướng Nam hoặc hướng Đông hơn. Còn những hướng như Tây, uh, Tây Bắc rồi hướng uh, uh, các hướng đó thì thường nó sẽ nắng hoặc mùa đông thì Tây Bắc, Đông Bắc thì nó lại lạnh chẳng hạn thôi. Tây Bắc nó vẫn bị ảnh hưởng của nắng nóng vì chúng ta đang ở cái đất nước của vùng nhiệt đới. Bạn ạ, đó. Thế nên là người ta sẽ không thích nhiều lắm những cái hướng đấy Nhưng nó chỉ là một phần ảnh hưởng trong đến giá thôi đúng không ạ? Vâng. Tiếp theo nữa cái yếu tố thứ 8 để ảnh hưởng đến giá Đó là ở những thứ liên quan đến hạ tầng Rồi đến môi trường rồi đến dân trí bạn ạ Hạ tầng điện đường trường trạng Rồi đến môi trường không gian sống xung quanh Rồi đến dân trí của khu vực đó Đúng không ạ? Thì cái này chắc là cũng không cần phải giải thích rồi Đương nhiên hạ tầng tốt thì giá phải cao Môi trường mà ở đấy nó trong sạch an lành Gần biển giá nó phải khác Và dần trí mà ở gần nhà toàn những các cốp các xếp lớn Rồi toàn những doanh nhân thì khu đấy giá nó phải khác chứ Đúng không ạ? Đó bạn phải hiểu Đôi khi người ta mua những cái vị trí Người ta thậm chí mua Thậm chí người ta không mua Mà người ta thuê cả những cái chung cư cực kỳ cao cấp Người ta không mua Để làm gì ạ? Để người ta đến đó người ta ở chung với những người giàu có Hàng xóm của họ đều là những người giàu có và thành đạt Thành ra mà anh em thi thoảng gặp nhau ở cầu thang dưới sân rồi sinh hoạt khu chung cư, sinh hoạt khu xóm bến. Thế là sau hỏi gì và thích em thì em làm đất. Em thì em theo ông thầy em là ông Rich Nguyễn. Ông ấy hay lắm và em cũng đang làm ở khu vực này, em có làm đội nhóm với thầy. Ấy. Thế là thành công không thì đấy em làm này thì kiểu ui bọn em đang đánh thị trường này nọ. Thích quá anh em, mà thích cho tớ chung vốn đấy, Nghe cậu nói tớ thích quá Tớ là cũng thích đất lắm ấy. Tớ cũng có hai ba chục tỷ kìa. À. Muốn vào nghề này mà chả biết làm Ồ thế thì bác đi với em Làm được thì anh em ăn chia Em mua thì cho bác đứng tên Về sau lợi nhuận thì cắt chia nhau Nghề bác thì kinh doanh sản xuất thương mại Em đi làm đất đấy Thế thì hợp tác với nhau Ồ thế hay quá Bạn có ngày những khách hàng Người ta bỏ tiền Thuê những chung cư đắt tiền để sống Không phải vì người ta sĩ diện Không Người ta mua các mối quan hệ Bạn ạ à, Đó Nên tại những khu cao cấp Đôi khi giống như Vingroup Họ bán giá bất động sản và họ nói luôn Này, chỗ mày ở toàn người giàu và quan chức đấy nhá Vào đấy đi, cái giá tao bán là bao gồm cả phần đó đó Đúng không ạ? Đó, thì hạ tầng, môi trường và dân trí bạn nhá Đúng không ạ? Vâng Cái yếu tố thứ 9 nữa, thứ 9 mà ảnh hưởng đến giá Nó là các dịch vụ và tiện ích ở trong cái nội khu đó Dịch vụ và tiện ích Thì cái này tôi nghĩ cũng không cần phải giải thích nó có dạp chiếu phim không trung tâm thương mại quần thể Uh, sân tập thể thao, bể bơi, tất cả mọi thứ. Đúng không ạ? Thì cái đấy là chắc chắn rồi. Cái thứ 10 nữa là số mặt thoáng hay căn góc của tài sản. Các vị trí đó thì nó rất là ok. Đúng không ạ? Mặt thoáng, căn góc, rồi view biển, rồi tất cả mọi thứ. Nó là những yếu tố ảnh hưởng rất là lớn. và Yếu tố thứ 11 nữa để ảnh hưởng đến giá đó là đó là công năng sử dụng bạn ạ. Cùng là 200 mét vuông đất nhưng đất của bạn ở trong cuối xóm còn đất của tôi ở mạng mà mặt ngoài ngã tư, tức là cái công năng ở đấy tôi xây dựng lên là tôi khai thác được để làm khách sạn, để làm gara ô tô, để làm trung tâm thương mại cho thuê được, đúng không ạ? Còn cung là 200 m đất của bạn, ở trong xóm thì chỉ để xây nhà để ở thôi, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa tôi với bạn cùng là nhà mặt phố, nhưng của bạn là đang là nhà hai tầng tôi chưa xây dựng gì cả. Công năng thì chỉ sử dụng được vừa phải Còn tôi là làm quả building ngon lành Cho thuê tòa nhà văn phòng Nên giá trị của tôi nó lớn hơn Vì tôi có cái công năng khai thác tốt hơn Công năng tức là sử dụng được vào những mục đích gì Cái sử dụng vào mục đích gì Chính là công năng của gì? của tài sản Của sản phẩm đúng không ạ? Và nói đến phần này thì bạn học những phần chuyên sâu hơn Tôi sẽ dạy bạn Khi nhìn về một sản phẩm Và khi bóc tách một sản phẩm thì bao giờ nó cũng sẽ có 3 vòng của một sản phẩm. Vùng lõi, vùng thực và vùng giá trị gia tăng khi nhìn vào một sản phẩm. Và nó là yếu tố nhìn theo tư duy của dân quản trị kinh doanh. Chứ không phải nhìn con mắt theo con mắt của thợ, không phải nhìn con mắt của dân buôn không. Tư duy của dân quản trị. Vùng lõi, lõi là công năng. Vùng thực là cấu tạo, mẫu mã, bao bì, đúng không ạ thương hiệu. Và vùng giá trị gia tăng là các ưu đãi khuyến mại. Người ta nhìn vào một cái sản phẩm người ta phải thấy được ba vòng của sản phẩm nó rõ ràng như thế thì đấy là tư duy của kẻ có học đúng không ạ và người ta có học người ta nguy hiểm hơn kẻ không học nhiều lần người ta có hiểu biết người ta suy nghĩ được người ta nhìn mọi thứ nó đa chiều và đa sắc màu đúng không ạ và người ta bán cái sản phẩm ra nó hiệu quả hơn bạn nhiều chứ bạn thật thà lắm bạn bán bạn chỉ biết đất là đất đấy đất như thế nhà tớ xây thế không bạn không được học chuyên sâu và đặc biệt những anh chị nào mà học từ khối bền kỹ thuật sang ấy là không có những cái tư duy đó. May ra bạn học về dần quản trị kinh doanh uh, hoặc là tài chính ngân hàng thì bạn sẽ có ảnh hưởng những cái tư duy về làm kinh tế. Chứ học ở khối bền kỹ thuật sang là đầu óc nó đặc sệt về kỹ thuật luôn. Bởi vì người ta đào tạo mình ra để đi làm thợ cơ mà. Đi làm thợ, làm công nhân. Nhưng chẳng qua đại học thì nó là công nhân bậc 7 trên 7 thôi. Chứ nó có cái gì to đâu. Nó không có gì to cả bạn ạ Nó cũng là công nhân thôi Trung cấp là bậc 3 trên 7 Đại học nó lên đến bậc 7 trên 7 Đúng không ạ? Hãy nhớ cho tôi điều đó Nó chỉ là công nhân thôi Bạn nhá, đúng không ạ? Con bao giờ mình phải là Là ở cái tầm mà học về quản trị Học điều hành Nâng cấp lên những cái tầm về tiến sĩ Nhưng các khối về quản trị và điều hành ấy, Thì cái tư duy nó mới khác Đúng không ạ? Vâng Cái uh, yếu tố ảnh hưởng đến giá thứ 12 nữa Đó là cái số tầng số tầng bạn ạ, đó. thì ở những nước như Singapore, nước Anh hoặc một số nước khác thì do cái hệ thống về phòng cháy chữa cháy của họ tốt nên tầng càng cao ấy là giá càng đắt luôn, vì view nó đẹp, bạn ạ. nhưng ở Việt Nam thì tôi tầng 15 trở xuống thôi vì từ tầng 16 là vòi cứu hỏa nó phụt không tới, Thành ra <laughs> nó cháy là tôi tự xử, bạn ạ, đó nên là nó ảnh hưởng bởi số tầng. Tiếp theo nữa cái yếu tố thứ 13 là nó ảnh hưởng đến giá là ảnh hưởng bởi xu hướng phát triển của khu vực. Ví dụ cái khu đó ít nữa nó sẽ được quy hoạch để làm cái gì, nó có những cái tuyến đường nào rồi nó sẽ phát triển về gì. Ví dụ như người ta từng nghĩ đến Phú Quốc, Bắc Vân Phong và Vân Đồn vì nó có xu hướng đỡ, được trở thành đặc khu kinh tế. Thì đấy là cái xu hướng của thị trường, nó làm cho cái giá của tài sản nó cũng tốt hơn đúng không ạ? Vâng. Yếu tố thứ 14 nữa mà ảnh hưởng đến giá đó là chất lượng cái chất lượng thi công xây dựng, thiết kế và kết cấu của cái tài sản đó. Đúng không ạ? Thì người ta trông vào cái kết cấu của tài sản, xem cái cách anh thiết kế, đúng không ạ? Đó thì và cái chất lượng anh xây dựng có hiệu quả không thì nó ảnh hưởng đến giá, đúng không ạ? Đó là yếu tố 14. Yếu tố 15 thì nó liên quan đến uh, quy định về vùng, về khu vực và ạ, vùng và khu vực. Tức là ở nhiều nơi nó sẽ nó sẽ giới hạn về độ cao, ví dụ anh chỉ được xây 4 tầng thôi. Đúng không ạ? Tiếp theo nữa nó giới hạn về hệ số, hệ số. Ví dụ như trên đất của anh 100m anh chỉ được xây trên 70m thôi. 30m phải để đấy và để mặt phía trước luôn quy định rồi thì nó là hệ số, đúng không ạ? Tiếp theo nữa nó liên quan đến thiết kế và nó liên quan đến quy hoạch. Đó, ở khu vực đó quy hoạch là nhà thấp tầng hay diện công viên cây xanh hoặc bất cứ cái gì thì nó ảnh hưởng đến giá của bất động sản, đúng không ạ? Vâng. Và yếu tố thứ 16 nữa ảnh hưởng đến giá của bất động sản Đó là mức độ cần tiền Mức độ cần tiền của người bán hoặc người cho thuê Nếu người ta vội vàng và người ta cần tiền sớm Thì cái giá nó cũng sẽ, mình ép nó sẽ nhanh hơn Và cái giá nó cũng sẽ mua được tốt hơn Vì người ta đang sốt ruột thì trong đi đàm phán sau này cũng thế Khi tôi dạy bạn về đàm phán Bạn cũng sẽ thấy một điều rằng là Ai vội vàng hơn ai thì người đó sẽ thiệt Đúng không ạ? nên bạn đi mua mà bạn cứ sốt ruột nhanh 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 cả mất thì bạn vội vàng hơn, bạn sẽ thiệt. Bạn sẽ bị yếu thế hơn trong đàm phán, đúng không ạ? Vâng. Và yếu tố thứ 17 đó là đó là nếu mua hoặc thuê thì còn tùy vào cái khả năng đàm phán của bạn, tức là cái kỹ năng đàm phán nó sẽ tác động lên đến giá. Giống như chúng tôi sử dụng rất nhiều, chúng tôi đi giáo dục chủ nhà, tức là chúng tôi sử dụng các kỹ năng đàm phán đó, bạn ạ. Vâng. Yếu tố thứ 18 đó là về pháp lý. Pháp lý là nó có sổ hay không có sổ Và không có sổ nhưng có đầy đủ các giấy tờ để làm sổ đỏ hay không Đúng không ạ? Nó có đầy đủ các yếu tố để làm sổ hay không Nếu như nó đầy đủ các yếu tố để làm sổ Cùng là đất không có sổ nhưng nó đủ yếu tố để làm sổ thì nó lại khác Còn nó thiếu giấy tờ để làm sổ mà khiến bạn phải chạy trọt phải nhơ vào Giá nó lại khác Đúng không ạ? Và giữa có sổ và không có sổ nó khác có đất ở và không có đất ở nó khác đó là về mặt pháp lý của nó đúng không ạ và yếu tố thứ 20 đó là hiệu quả về đầu tư cái vị trí đó bạn đầu tư về lãi vốn dòng tiền nó có tốt hay không đúng không ạ tốt cho lãi vốn tốt cho dòng tiền hay khả năng tính thanh khoản cao khả năng x 3 x năm x 7 thì đó là về xét về diện xét về hiệu quả đầu tư các bạn ạ vâng và ở phía trên tôi vừa chia sẻ cho các bạn 20 cái yếu tố về ảnh hưởng đến giá cũng như tôi đã chia sẻ cho các bạn ở trong suốt cái chủ đề này từ suốt từ đầu buổi đến giờ hãy cân nhắc cho tôi thật kỹ như này thứ nhất bạn theo đuổi về trường phái nào bạn phải rõ ràng nhé bạn mà vô đạo trong đầu tư là rồi có lúc chính bạn diện tự húc đầu vào tường đúng không ạ thứ hai nữa là một cái quy trình bảy bước thứ ba nữa thì tôi đã chia sẻ bạn về điều tra định giá các rủi ro thường gặp biện pháp để tránh rủi ro các yếu tố ảnh hưởng đến giá thì đó là tất cả nội dung trong cái vấn đề ngày hôm nay và bạn có công nhận với tôi một điều càng học về sâu mình càng hiểu thì mình càng cảm giác nó dễ dàng và dễ làm hơn và mình bớt đi các câu hỏi không trước đó bạn không biết nó cứ hỏi cái này nó cứ hỏi cái kia hỏi tất cả mọi thứ đúng không ạ và với tôi xin phép kết thúc chương trình uh, nội dung này với cái câu nói quen thuộc bạn không thiếu tiền đâu bạn thiếu khả năng kiếm tiền Hãy học hành một cách bài bản Khi bạn có khả năng kiếm tiền là bạn có tiền Cảm ơn bạn đã lắng nghe những chia sẻ của tập này Hãy thả tim, nhấn like, bấm theo dõi Để nhận được thông báo sớm nhất về các số tiếp theo Hãy để lại thông tin đăng ký ngay tại đường link bên dưới phần mô tả của video này Để nhận chọn bộ kiến thức và các khóa học miễn phí Mà diễn giả Đức Nguyễn đang chia sẻ